Ăn không tiêu là một vấn đề xảy ra ở đường tiêu hóa và thông thường nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của cuộc sống nếu tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nó có thể trở thành một căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa nếu để kéo dài và không điều trị. Hãy cùng theo dõi video dưới đây để biết nên làm gì khi ăn không tiêu. Ăn không tiêu là bệnh gì? Ăn không tiêu là một thuật ngữ dùng để ám chỉ một vấn đề xảy ra do rối loạn tiêu hóa gây nên dẫn đến các triệu chứng đầy hơi khó tiêu chướng bụng hay buồn nôn do thức ăn bị lưu lại trong dạ dày không tiêu hóa được ăn không tiêu thường không gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh nhưng nó làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người mắc phải vấn đề này như luôn cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm gì cả đặc biệt nếu ăn không tiêu thường xuyên xảy ra nhiều lần thì nó có thể là vấn đề nghiêm trọng ở đường tiêu hóa như mắc một căn bệnh nào đó ở đường tiêu hóa lúc này người bệnh không được chủ quan và cần được đi điều trị và thăm khám sớm nguyên nhân của việc ăn không tiêu ăn không tiêu thường là do thói quen sinh hoạt của người bệnh gây nên. Hoặc có thể là do một số bệnh lý về đường tiêu hóa, do thói quen sinh hoạt và ăn uống không được khoa học, thói quen ăn uống ảnh hưởng nhiều đến vấn đề tiêu hóa. Nếu bạn ăn quá nhanh hoặc việc nhai không kỹ, vừa ăn vừa nói chuyện hay xem TV dẫn đến mất tập trung khi ăn. Điều này khiến cho hệ tiêu hóa bị hoạt động chậm lại, làm cho cơ thể bị nuốt nhiều không khí vào khiến cho hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại và dẫn đến việc ăn không tiêu hay khó tiêu, đặc biệt việc ăn các thực phẩm chứa nhiều chất béo, khiến cho dạ dày của cơ thể phải hoạt động quá tải, dẫn đến khó khăn trong vấn đề tiêu hóa. Dạ dày phải hoạt động nhiều hơn nhưng cũng không tiêu hóa được hết lượng thức ăn bổ sung. Đôi khi còn gây ra đau bụng ở những người thường xuyên bị căng thẳng hay stress. Cũng thường gặp các vấn đề rối loạn tiêu hóa và ăn không tiêu do bị căng thẳng quá mức khiến cho hệ tiêu hóa hoạt động kém đi, ngoài ra do tác dụng phụ của một số loại thuốc có thể khiến cho việc gây đầy bụng hay ăn không tiêu. Như khi sử dụng thuốc giảm đau thuốc kháng sinh kéo dài, đặc biệt việc sử dụng các chất gây kích thích như rượu bia, thuốc lá càng gây triệu chứng ăn không tiêu. Ăn không tiêu do vấn đề về bệnh lý, sỏi mật khiến những mảnh chất rắn xuất hiện trong túi mật và nó sẽ khiến cho túi mật không còn khả năng để tiết ra các chất tiêu hóa thức ăn nữa do đó dẫn đến tình trạng ăn không tiêu, đồng thời khi mắc các rối loạn tiêu hóa do các bệnh như viêm đại tràng, ung thư kết ruột, thì sẽ khiến cho cơ thể mắc các chứng rối loạn tiêu hóa tiêu chảy, chướng bụng thường xuyên. Do đó đây cũng nguyên nhân dẫn đến ăn không tiêu, và cần phải làm gì để khắc phục tình trạng này. Ngoài ra nếu cơ thể mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, cũng khiến cho axit ở dịch vị di chuyển ngược lại theo đường tiêu hóa, khiến gây ra các triệu chứng chướng bụng hay ăn không tiêu. Ở những trẻ bị mắc chứng không dung nạp lactose cũng có thể gây ra các triệu chứng ăn không tiêu. Do đây là nguồn thức ăn chính của trẻ, làm gì khi ăn không tiêu? Khi có những triệu chứng như nào thì phải cần làm gì khi ăn không tiêu? Ăn không tiêu có thể xuất hiện những triệu chứng sau, sau ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng, thường có biểu hiện đầy trướng bụng, dạ dày thường có biểu hiện có thắt thắt thường ợ hơi và xì hơi nhiều lần, đôi khi có thể đau bụng âm ỉ hoặc kéo dài. Và càng ngày càng có xu hướng nặng lên nếu không được điều trị kịp thời, nhức đầu, do lượng khí thải ra do dư thừa ở trong dạ dày tăng cao đặc biệt là khí carbon dioxide gây nên trạng thái đau đầu ở cả hai bên hoặc ở một bên đầu, khó thở, đôi khi người bị ăn không tiêu cũng cảm thấy khó thở. Do axit dịch vị bị chảy ra làm trào ngược vào thực quản, xâm nhập vào phổi gây phù nề đường dẫn khí. Gây nên khó thở cho người ăn không tiêu, nếu thấy cơ thể xuất hiện những triệu chứng ăn không tiêu ở trên, thì nên làm gì khi ăn không tiêu? Để cải thiện ngay các triệu chứng đó để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, và giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng dồi dào đặc biệt là trẻ nhỏ đang trong quá trình phát triển trong một số trường hợp ăn không tiêu có thể bất thường như giảm cân đột ngột nôn nhiều và đi vệ sinh ra máu lúc này cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để được chăm sóc và thăm khám men tiêu hóa amanoenzyme giải pháp cho người ăn không tiêu thành phần của men tiêu hóa amanoenzyme canxi lắc và vitamin D bộ đôi dưỡng chất giúp tăng cường hấp thu canxi và bổ sung canxi cho trẻ phát triển xương chắc khỏe xương và tăng cường chiều cao Canxi trong máu giúp điều hòa các hoạt động trong cơ thể, lysin, là thành phần giúp trẻ ăn ngon, phát triển chiều cao và thể lực. Ngoài ra cũng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, taurin, duy trì nước điện giải các tế bào, có vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa của cơ thể, tinh chất men bia, giúp tái tạo các vi khuẩn cần thiết cho đường ruột. Hỗ trợ hệ tiêu hóa được hoạt động chân chu. Khắc phục các tình trạng trẻ biếng ăn bị đầy bụng, khó tiêu, biodiastase và lipase, chứa các enzyme cần thiết của đường tiêu hóa. Như amylase, protease tác dụng tiêu hóa các thành phần trong thức ăn, tăng cường hấp thu dưỡng chất kẽm gluconat, giúp trẻ ăn ngon do kích thích vị giác ở trẻ, lợi khuẩn đa bào tử hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng và cũng tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Dạng đa bào tử này rất có lợi với đường tiêu hóa, vitamin nhóm B như B1, B2, B5, B6 giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn được hoạt động mạnh mẽ hơn. Tăng sản xuất hồng cầu, tăng yếu tố tăng trưởng cho trẻ đặc biệt các vitamin nhóm B có vai trò quan trọng đối với trẻ biếng ăn, DHA, hỗ trợ phát triển trí não trẻ phát triển vượt trội. Sản phẩm men tiêu hóa Amano Enzyme được sử dụng cho đối tượng trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Những người biếng ăn, suy nhược cơ thể hay rối loạn tiêu hóa. Có thể sử dụng để giúp hồi phục cơ thể sau một đợt điều trị kéo dài, cách dùng và liều dùng, đun nước sôi và để ấm xong đó xé gói cốm pha với nước cho trẻ sử dụng. Chú ý không để pha quá lâu mới cho trẻ sử dụng hoặc để nước nóng pha với nó sẽ làm chết các lợi khuẩn. Liều dùng, trẻ từ 2 đến 3 tuổi, uống 1 đến 2 gói trên ngày, uống sau ăn, trẻ từ 3 tuổi trở lên, uống 1 đến 3 gói trên ngày, uống sau ăn, người lớn, uống 2 đến 4 gói trên ngày, uống sau ăn, trẻ dưới 2 tuổi hỏi ý kiến của bác sĩ về liều dùng hợp lý, amano enzyme giải pháp cho người ăn không tiêu do, chứa các enzyme tiêu hóa quan trọng và cần thiết cho quá trình tiêu hóa để tăng cường khả năng tiêu hóa chứa đa bào tử lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sự hoạt động của hệ tiêu hóa giúp ăn dễ tiêu hóa hơn, ngoài ra để giúp việc ăn uống dễ tiêu hơn. Chúng ta cũng không nên quên phòng ngừa ăn không tiêu bằng các cách như ăn thực phẩm nhiều chất xơ, uống nhiều nước mỗi ngày, ăn chậm nhai kỹ, không ăn trước khi ngủ, ngủ đủ giấc và tăng cường quá trình vận động. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929 197 777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc Lê Minh Tuấn tận tâm từ trái tim website leminhtuan.vn Facebook Tuấn thầy thuốc sắp ngoài nếu thấy video hữu ích